sư thích ca mâu ni phật à, nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 28 tháng 11 2023 chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vạn sanh cực lạc quốc à, học đến tập 159 ngày nào chúng ta cũng khuyên nhau niệm phật quý vị và như đức thường nói câu rằng phải thường nhớ ai với đà phật nhớ tây phương cực lạc để làm chi chúng ta nhớ ai với đà phật thì mỗi người chúng ta là nghĩ tương lai mình ở thế giới cực lạc đã mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc thì cái chuyện hơn thua đấu đá cuộc đời này chúng ta giảm tối đa quý vị những thứ thị phi trong cuộc đời này chúng ta giảm tối đa luôn và vì càng niệm Phật muốn sanh cực lạc đó quý vị Vì nhìn thấy cái cuộc đời này quá nhiều việc Hơn thua đấu đá tranh giành đúng không quý vị Nói mà quý vị ở ngoài đời quý vị thấy không Báo đăng này đăng kia đăng nọ Truyền hình tivi Đưa này đưa kia nọ tùm lum tùm la lên Đủ chuyện trong cuộc đời đúng không Thì càng nhìn nhiều chuyện rắc rối trong cuộc đời Thì mới nghĩ là lời của Phật dạy đúng Ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết Chỉ có thế giới cực lạc bình yên Thì vui chẳng nghĩ bà Còn cõi ta bà này nhiều việc luôn bu lộn xộn quá quý vị Quý vị biết rằng ha, Cuộc đời chúng ta như một giấc mơ quý vị ơi. Nếu như mà mình nghĩ Một cái điều tốt Thì giống như một giấc mơ Mà quý vị thấy một cái gì tốt vậy Quý vị có khi nằm mơ thấy Trong giấc mơ mình thấy một cái việc mình vui lắm Khi giật mình thức dậy Tuy là giấc mơ nhưng mà trong lòng thấy vui sản khoái vô cùng Thoải mái vô cùng Nhưng có khi quý vị gặp ác mộng Nó cũng là mơ mộng Nhưng mà lại gặp ác mộng Gặp một cái việc sợ hãi lo Một con người hung bạo dữ dằn Vượt chém giết mình khi bị giật mình thức dậy nó cũng làm không có gì bên cạnh chúng ta nhưng làm sẽ bị sợ hãi khi tim vì còn đang đập mạnh đúng không vì tại sao cuộc đời chúng ta không hướng đến một giấc mơ đẹp quý vị trong cuộc đời mình thường nghĩ cái tốt cái đẹp quý vị thì nó cũng là một giấc mơ như quý vị thường nghĩ tốt nghĩ đẹp thì cuộc đời quý vị cũng tươi sáng còn nếu như quý vị thường nghĩ cái điều xấu Thì bản thân quý vị tự hù dọa mình và làm cho mình bắt an Đúng không? Nên trong cuộc đời này quý vị phải nhớ kỹ nha Không có ai gạt ai và không ai thiệt thòi với ai Tính vào nhân quả không ai gạt ai và cũng không ai thiệt thòi với ai cả Mỗi một con người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc Vậy thì bạn không có than vang mà trách hờn ai chứ, Cho nó mệt Bạn càng chắc trách hờn người ta thì bạn càng khổ à Bây giờ chồng đi sớm gì muộn Không quan tâm, không thương yêu, không lo lắng với mình Bạn càng trách hờn người ta chừng nào Thì bạn càng khổ chừng nấy Nó không có lợi ích gì hết Cũng như nãy giờ Đức nói câu nói Nằm mơ mà gặp một giấc mơ đẹp thì con người vẫn thấy sảng khoái. Còn gặp ác mộng thì cảm thấy sợ hãi lo. Nếu như cuộc đời bạn thường chấp hờn người ta thì giống như bạn thường gặp ác mộng vậy. Ác mộng này nó chối buộc bạn. Rồi nếu như bạn thường nhớ Phật nhớ Tây phương cực lạc thì giống như bạn thường nằm thấy những giấc mơ đẹp trong cuộc đời. <laughs> Sự khổ đau gì trong cuộc đời này cũng trôi qua hết quý vị ơi Sớm muộn cũng đi qua Sự khổ đau trong cuộc đời này của chúng ta là cái ta này nè Mà cái ta này một ngày nào nó còn bỏ mình mà có gì đâu tồn tại Mà cái khổ tồn tại Cái khổ trong cuộc đời này không tồn tại vì cái ta của chúng ta là nguồn gốc khổ Mà cái ta này nó còn bỏ chúng ta thì còn cái gì Khổ đau trong cuộc đời mà chối buộc được cái này Chúng ta chỉ là khổ nhất thờ nhưng nếu trong thời gian khổ này mà nhìn nhận ra cái khổ mà chúng ta biết nhớ phật niệm phật biết sống tốt đẹp sống an lạc sống tự tại có phương hướng đi về đặc biệt thì vị, vị cũng là một người rất hiểu biết rồi, trong cuộc sống này có nhiều người nói rằng thường ngày sống không chịu lo làm ăn này kia đâu lo kiếm tiền kiếm vật chất này nọ Nghĩ đó niệm Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Nên cái cuộc sống của họ Quanh năm suốt tháng họ cứ khổ hoài Họ bị chối buộc Bởi cái vật chất giả tạm trong cuộc đời Họ khổ hoài luôn quý vị Còn chúng ta thì có một lối sống đặc biệt Vui vẻ an lạc tự tại vì thấy Như ngày thứ bảy chủ nhật chúng ta cười rất là nhiều Còn mỗi ngày quý vị nghe như đức giảng Vì cung cỡ mở tâm tư Cuộc sống tại sao cuộc sống thấy nó nhẹ quá hay nó khỏe quá Đây là nhờ trong Phật Pháp dạy Chúng ta sống rất nhẹ, rất khỏe Nên quý vị thấy Phật Pháp Rất là chánh tính cho con người chúng ta tiếp nhận Thí dụ như giờ có những người ta hướng dẫn mình Bạn nên cầu cái đó, cầu cái đó, cầu cái đó Bạn không gieo nhăn mà bạn cứ ngồi để bạn cầu được không? Không Bây giờ bạn đứng từ cái đầu cầu bên đây mà bạn muốn đi qua bên kia thì bạn phải đi qua bển nó mới tới Chứ làm gì bạn ngồi đây bằng cầu Bạn ngồi đây cầu mà nó đi qua bển được sao Không Nên trong cuộc đời chúng ta Chúng ta nghĩ một điều thiện Thì cái tâm mình nó đã là thiện rồi Thì bản thân mình đã nhẹ rồi Bây giờ thí dụ như chương trình Người khiếm thị người mù sắp tới Vì nghĩ rằng vì cầm tiền Vì cho người khiếm thị người mù Vì vừa nghĩ điều này là trong lòng Vì cảm thấy vui à? Vì nghĩ được một việc tốt các vị vừa nghĩ cái việc ăn trộm ăn cắp của cả người ta Lừa đảo Hoặc chiếm vợ chồng người ta Thủ đoạn này kia Bây giờ nghĩ điều đó là tâm quý vị đã ác Đã bắt an rồi còn gì nữa Nên quý vị thấy Phật Pháp, Pháp dạy những điều thiện Phải tránh tính không Dạy điều thiện để tránh tính không Nên mỗi một con người học đạo Duyên của mình khác nhau quý vị Có những người Cái duyên mình không được đặc biệt Mình học mình gặp ngay một người Vậy mình nó không xác thực Vậy mình nó đi vào con đường mê tính là do tại bản thân mình duyên không được đặc biệt Như bản thân những đức học Phật là gặp Phật Pháp Là gặp được chánh tinh Nên sức ảnh hưởng đầu tiên gặp Phật Pháp là đi vào chánh tinh Giống như bất cứ chuyện gì mình cũng tin vào cái nhân cái quả Có những con người nỗ lực cả đời cũng không được gì tính vào cái nhân cái quả có những người nỗ lực đúng mục tiêu quý vị sẽ thành công rất là lớn nên phật pháp dạy cho mình phương pháp sống rất đặc biệt rất tuyệt vời không có một chút gì mê tín hết vì nhớ kỹ nghe quý vị bây giờ những đứa hỏi tất cả phật tử vì về chùa về những đức vì về chùa ở đây về chùa hòa thượng vì thấy có cái gì mê tín không đều hướng dẫn quý vị cực kỳ xác thực luôn Bản thân những Đức tu tập trung với quý vị Chia sẻ Phật Pháp với quý vị nghe cực kỳ xác thực luôn Có gì mới tính không? Học Đúng không? Vì chính bản thân những Đức đã gầy dựng từ khi mới học Phật Đã gặp người dạy cũng không mấy tính Những Đức tiếp nhận cái chánh tính Thì đem chánh tính đưa cho quý vị chứ sao vậy? Chứ đâu có dùng những thủ đoạn để mong kiếm tiền bạc đâu quý vị Bản thân mình nếu dùng thủ đoạn mà kiếm tiền bạc Thì bản thân mình tâm lượng mình bị xấu Bị bất an người như vậy làm sao có tâm giải thoát được quý vị Đúng không? nên mỗi một con người chúng ta niệm có phật hiện nay là chánh tính chứ phật là gì là giác ngộ bằng niệm phật giết bạn sẽ không thấy bạn bị thiệt thòi như trong nhà phật có câu nói hay nếu như bạn vui trả qua báo thì bạn tránh quả báo khổ đau hơn nữa qua báo bạn còn không trả Thì bạn phải chịu sự khổ đau Nên cuộc đời chúng ta hiện tại Chúng ta đến với cuộc đời này Giống như đi trên một đoạn đường vậy. Đi đường thì có những lúc đường bằng phẳng Nhưng có những lúc đường có ổ gà Có không? Có Có những lúc đường cong quẹo có không? Có Có những đoạn đường rất nhỏ có không? Có Và từ đoạn đường nhỏ mà đi ra có khi Gặp đoạn đường lớn có không? Có Vậy thì cuộc đời chúng ta như một đoạn đường Thì đoạn đường này tính vào cái nhân cái quả cuộc đời bạn đã từng gieo Bạn gieo đoạn đường lớn thì nó đi đến đoạn đường lớn Bạn gieo đoạn đường nhỏ thì đi đến đoạn đường nhỏ Đoạn đường lớn bạn gieo giống như tâm lượng bạn lớn Sống tốt, sống thiện Khi quả báo thiện tốt đến thì nó là đoạn đường lớn Khi bạn đi một chút đi đến đoạn đường ổ gà Ho, Hang hốt Thì đây là tại vì bạn gieo những cái nhân xấu ác Thủ đoạn hại người Thì bạn gặp đoạn đường xấu ác Là cái khổ đã đến với bạn Những cái điều khổ đau nhưng nhiều người trong cuộc đời này thì gặp đoạn đường lớn Ồ hên quá Thì đi đến cái chỗ ổ gà xấu này kia đồ Gặp nhiều sự cố trong cuộc đời thì cho rằng Năm nay xui rủi Nên mỗi một con người chúng ta Không đi sâu định lực nhân quả Nên trở thành mê hoặc điên đạo Nhiều người học Phật Người ta đánh giá mình là người mê tích Vì sao? Vì cái góc độ học của quý vị không xác thực Không sâu sắc Không xác thực Nên như Đức thường khuyên hàng Phật tử Quý vị đã tiếp nhận Phật Pháp Hồi đó mỗi lần Mình cho tiền cha mẹ mình Mình cúng dường cho cha mẹ mình Mình tặng tiền cho cha mẹ mình Tùy theo cái Cái lờ Để mà quý vị sử dụng Tại vì nhiều cách nói sử dụng Lờ nói khác nhau nên nhà Đức dùng ba văn tự Lúc trước chưa học Phật Tặng tiền cho cha mẹ 50, 100, 200, 300, 400, 500 gì đó Bây giờ học Phật rồi Mỗi lần tặng tiền cho cha mẹ 7, 800 hoặc 1 triệu Thì cha mẹ nói rằng Đứa con này càng học Phật càng được đó nha Càng học Phật thấy đứa này nó được à, cái tâm của mình dành cho cha mẹ Cái cha mẹ còn sống Mình đến với cha mẹ hết lòng hết dạ Rồi từ cái tâm đó mình đi đến chùa Mình thấy cái gì làm thiện làm tốt được Thì mình làm chung Giống như mình thấy người ta làm thiện làm tốt Thì mình làm chung Cái này rất là xác thật quý vị Còn như mình đi đến một ngôi chùa Chỉ có hai ba người không làm Việc thiện việc tốt gì trơn Thì mình cũng dường đủ cho một hai người đó sống là được rồi Đó cũng là cái thiện còn mình đi đến những ngôi chùa mà làm nhiều cái phật sự lợi ích mà mình nhận thức sâu sắc đó là lợi ích thì mình cùng hùng hợp làm chung chúng ta cùng tu phước tu viết cái này có mê tín không 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 có mê tín còn đối với cha mẹ mình cũng phụng dưỡng đàng hoàng đối với anh em mình sống có tình có nghĩa đối với vợ chồng mình gây dựng một hạnh phúc gia đình thương chồng thì thương cha mẹ chồng Thương vợ thì thương cha mẹ vợ Từ cái tâm của vợ chồng bò dưỡng hạnh phúc Bằng cách hiếu với cha mẹ hai bên Thì thấy có mê tính không? Không, đúng không? Xác thực Ghi bản thân những đức Học Phật hướng dẫn vị chân thật là cái gì? Quý vị nhớ trong cái cõi đời này Chúng ta gặp nhau ngoài đời Thì lễ phép gặp nhau Chào anh, chào chị Chúng ta đi vào trong đạo chắp tay a di đà Phật nhưng cái việc Quý vị quỳ lại đâu cái chuyện của quý vị Nhưng riêng bản thân những đức những đức không thích những chỗ này Quý vị đi lại Phật đi Tại vì sao Chúng ta đều là những kẻ phàm phu Sống trong thời cuộc phát triển Trong đạo Phật thì những bậc cao tăng Người ta gặp ta cũng lễ lại các ngài Nhưng các ngài thường khuyên lại Phật đi Nhưng người ta thích lễ lại kệ người ta Bản thân họ sẽ không có một chút ngã gì hết Như một người bình thường Là cả phàm phu bị lễ lại người ta Với bị đang đẩy cái ngã người ta lên lớn quá Có khi hại người ta Còn khi mình đi đến chùa cúng dường Bỏ thùng tam bảo tùy tâm Đừng có bao giờ trước mặt bao nhiêu con người Cầm tiền đưa Người thầy xuất gia chụp 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 chụp, chụp lia lia. Đừng nên làm cách này vì cách này trong cái thời cuộc này rất nguy hiểm quý vị nguy hiểm cực kỳ lớn luôn vì sao vì cái tâm ông thầy có khi không suy nghĩ gì nhưng mà bao nhiêu con người cặp mắt bao nhiêu người đang nhìn tiền bạc là điểm cực kỳ dị ứng với nó vì người ta kiếm tiền rất là cực mà còn không có tiền bây giờ bị cầm tiền bị quỳ xuống bị đưa cho vị thầy này vị thầy này chập 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 chập, chập, chập tiền lia lịa Vị thấy nguy hiểm không đang hại vị thầy này đó Nó rõ ràng chưa Nên mình thấy một cái việc gì xác thực Làm lợi ích cho mọi người cực kỳ xác thực Thì mình cúng dường tám bảo Hoặc mình gặp một chỗ nào rõ ràng đàng hoàng Mình cũng dường vào một tấm thành kính Đừng nên tập trung đông có người ta Nên có nhiều người cũng Nó cũng bị nghiệp duyên gì che mờ lý trí vậy Tự nhiên cái chỗ người ta thiệt là đông người mình lỡ đó bao nhiêu con người quỳ xuống, bao nhiêu con người đưa tiền lia tiền tiền li, chứ mà chụp chụp, chụp 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 tiền. Chính những đức mà lễ lọc mà đông đúc. Ngay cái chỗ những đức ngồi giảng pháp, giảng pháp xong người ta lợ người ta cúng dường Bản thân những đức nói quý vị chụp hình nhưng đừng đưa chỗ này. Tránh tối đa luôn quý vị, mà có khi cũng gặp những trường hợp đó. Có khi ông người ta đưa tiền mình không nhận. Thật sự người ta muốn cúng dường Không nhận kỳ quá Nhưng mà bao nhiêu cặp mắt con người Điện thoại bây giờ quay cũng dễ Đến lúc chuyện gì xảy ra Là bắt đầu nó lôi ra tứ tung lăng thang Thấy chưa Nên Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp Muốn hộ trì quý thầy Mình phải là có một góc độ chánh tích Có góc độ sáng suốt Để mình hộ trì quý thầy Vì Đạo Phật chúng ta cũng có rất nhiều cái mà mình cũng làm không phải Nên người ta mới nhìn đó mà người ta loi ra đủ thứ nhiều thứ lắm quý vị à nên việc gì chúng ta tránh được thì chúng ta nên tránh nên chùa mình phật tử cũng nhiều quý vị nhớ mình có cúng dường tam bảo thấy thầy làm được nhiều việc lợi ích cùng chung tay làm thì làm chứ đừng có bao giờ mà trước chỗ đông người mà cầm tiền đưa 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 đưa, đưa. đưa không nhận thì thấy kỳ mà nhận thì có khi bị người ta chụp hình quay phim rồi lại phiền phức lắm ta đánh giá ta nói này nói kia vì đồng tiền quý vị biết tiền bạc vật chất danh tiếng Nó dị ứng dữ lắm Tại nhiều có người chi cầu như vậy mà còn không được Thấy người ta được Có nhiều người sẽ rất là tức Rất là ghét Phải tìm mọi cách Đi xử lý Hạ bệ Nhiều thứ lắm quý vị Nên những đức nói quý vị trong cái cuộc đời này Nếu là học Phật thật sự Sâu sắc Thì không có ai gạt ai đó quý vị Nếu như quý vị đi vào con đường chánh tính xác thực thì vị sẽ không bao giờ nói câu người này gạt người nào người nào gạt người nào không có đâu có một câu một vị đại lão hòa à thượng diệu liên này nói một câu sống trong một cuộc đời này không có ai gạt ai và cũng không có ai thiệt thòi với ai cả như đức tân giảng một cái đề tài đừng đòi hình thức công bằng hãy tin sâu nhân quả người học phật thật sự sâu sắc đi vào con đường tin sâu nhân quả Vì sẽ rất an lạc rất tự tại nhất kỷ trong cuộc đời này không có gì thiệt thòi cả Giống như chúng ta trồng hạt ớt thì ăn trái ớt Trồng hạt cà thì ăn trái cà Bạn trồng gì ăn nấy à Thì giống như cuộc đời bạn đang gặp quả thì biết nhăn Bạn gặp cái quả trong cuộc đời bạn thiện hay ác tốt hay xấu Thì bạn biết cái nhăn bạn đã từng gieo cái đó nên mới có cái quả này Còn bạn gieo nhăn bạn sẽ biết quả Nhăn bạn đang gieo thiện gieo tốt nhưng chưa có quả là vì cái đoạn đường của nhăn gieo này nó còn đi qua quá nhiều công đoạn khi bạn đã tạo tác những điều không phải cái nhăn thiện này nó phải lướt qua bao nhiêu công đoạn đó rồi nó mới chỗ quả tốt có những người gieo nhăn thiện rất là nhiều làm tốt rất nhiều trong hiện đời này nhưng họ không thấy cái quả tốt thì cuộc đời họ cũng buồn chán nhưng cái gì phải nhớ rằng cái thiện vị phải đi qua bao nhiêu cái ác của quý vị đã từng tạo nó chặn đường này nhiều lắm nên làm thiện không phải là không có thiện mà là thiện chưa đến làm ác không phải là không có ác mà là ác chưa đến có những người vừa làm ác là ác sẽ đến liền có những người vừa làm thiện là thiện sẽ đến liền vì sao vì cái sự chướng ngại của người ta không có giống như đoạn đường này nó đi đến đây nó rất bằng khoảng ngon lành thì đây nó chạy đây rất mau nhưng bây giờ đoạn đường này đi đến đây cái khúc giữa đoạn đường này nó quá nhiều ổ gà nó quá nhiều con đường khó khăn thì vì đi qua đây rất khó Rồi nó đi đến chỗ Mục tiêu mà quý vị cần đến Nói vậy vị rất dễ hiểu Nên làm thiện không phải là không có thiện Mà là thiện chưa đến Làm ác không phải là không có ác Mà là ác chưa đến Hôm nay bạn chù dập người ta Ngày mai bạn sẽ bị chù dập chắc chắn luôn Nên cuộc đời có người đừng bao giờ thấy người ta Thất thấy xa cơ mà đạp đã thêm đạp nữa Sống như vậy Con người bạn cũng không ra gì đâu Không đặc biệt gì hết Nên nhớ kỹ Phật Pháp thì cũng có những người hướng dẫn Hơi lệch Bao nhiêu của người đã đi theo nghe Mà người này hướng dẫn lệch Sai Nhưng mà bao nhiêu của người nghe Bạn cũng đừng bao giờ cho những con người này mù quáng mê tín Mà vì cái nhân cái quả của họ Cũng nhiều đời nhiều kiếp họ cũng dẫn dắt người này nè Sai lầm Nên bây giờ quả báo đến lúc người này Dẫn dắt sai lầm họ cũng phải đi theo Giống như cuộc đời con người Vì thấy có nhiều người không dù người ta sống với chồng người ta chửi mắng đánh đập người ta Nhưng mà người ta bỏ chồng bỏ không được Vì sao? Vì con nợ Và có những người chồng Vợ hỗn hậu sai lầm Nhưng chồng hoàn toàn tha thứ Không thể nào bỏ người vợ này được Vì sao? Còn nợ Nếu như hết nợ Tức khắc buông nhau liền quý vị Có những người thì Nợ bản thân mình đã hết với người này Nhưng người này còn thiếu nợ với mình Tuy là người này bỏ người này Nhưng người này luôn luôn đeo đẳng theo Thương yêu Và lo lắng dù cỡ nào cũng thương yêu lo lắng Vì sao? Vì con nở người ta Phật Pháp thông ba đời quý vị ơi Nếu như chúng ta học Phật nhận thức sâu sắc Thì quý vị sẽ đi con đường, con đường chánh tinh Nên câu Phật hiệu này Chữ Phật là giác ngộ Bạn học Phật, bạn niệm Phật, bạn nhớ Tây Phương Cực Lạc Nhớ ai vậy là Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Là đang hướng bạn đến chánh tinh Sáng suốt đó. Nên cái cõi đời này nhiều thị phi Nhiều, nhiều thực sự hơn thua đấu đá lắm nên chúng ta Sống trong cuộc đời này Nhìn nhận cái cõi đời này Khổ Nhiều thứ khổ Thì bản thân chúng ta hướng đến nhiều điều vui Sống mỗi ngày có nụ cười là đặc biệt nhất quý vị Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ Một nụ cười quý vị Sẽ chiếu gọi gương mặt quý vị sáng sủa Từ niềm vui quý vị xóa tan những thứ khổ đau Có một nụ cười là có cơ hội để đứng lên được tốt đẹp Mỗi ngày âu sầu khóc lóc Thì bạn đi vào tiêu cực khổ đau Không có lối thoát Cái không có lối thoát này là do bạn tự giam hãm mình Không có ai giam hãm bạn Bằng chính bạn giam giam hãm bạn Nhận thức được thì Quý vị, vị sẽ sống rất đặc biệt Nên mỗi ngày như Đức chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe Không có chút gì mê tín cả Điều gây dựng cho quý vị trong mọi cương vị tốt đẹp Sống mọi cương vị rất đặc biệt Rất tốt đẹp Không có nói câu tại sao Tại sao cuộc đời tôi như vậy? Tại sao tôi như vậy? Tại sao người ta gạt tôi như vậy? Tại sao tôi hết lòng mà tại sao đối xử với tôi như vậy? Như vậy như vậy cứ đặt câu hỏi. Hãy tin sâu nhân quả. Bạn thấy quả ngày hôm nay bạn biết nhân bạn đã gieo như vậy. Bạn gieo nhân hôm nay sao quả bạn sẽ như vậy, 100%. Hãy nhớ Phật niệm Phật sống cho thật là tốt. Đừng hờn trách, đừng buồn trách ai hết. Thì cuộc đời bạn học Phật rất thù thắng, rất đặc biệt. Hãy nhớ Phật Niệm Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Tương lai mình là người dân ở Cực Lạc Một quốc độ tốt đẹp an vui Nguyện Tam Bảo Giang hộ cho quý vị Tính nguyện niệm Phật kiên cố Niệm Phật cả đời không thối tâm Khi bỏ báo tăng này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về tỉnh Độ À gì yeah. Đạt À Vị yeah.